Rồi đàn hai nguyên cái nhánh cây, nguyên đống cá luôn. Trời ơi, ê, cái này giống như cái gì ta, giống như lá trên cành hả chú Đan, nó lủng lẳng kìa. Dạ, Tùng xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người trở lại kênh Sám Sát TV. Đó, 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 có gì, có gì, rồi, rồi, rồi. Rồi 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 quá rồi. Từ từ đi. Từ đi. Trời ơi cả nhà ơi. Trời ơi nó trắng cái này nha cả nhà ơi. Quá rồi quá rồi. Trời ơi không có mì mà rớt như quậy. Không ăn. Giờ này đã rửa cá chứ mì. Trời ơi đây con. Nặng hai lên xuồng là ba con nữa hả? Rồi ở dưới này nó trắng hết trơn rồi cả nhà. Nó đùm đùm đây nữa nè. Chặt tôm của anh là ta. Không. Cá không được, cơm đi. Cũng vậy là bà Sa với Hú nó lộn xộn rồi nãy giờ. Đằng này con này là con bà Sa nè. Anh hai đang gỡ con cá Hú nữa nè. Mặt trời đang lên cả nhà ơi. Hôm nay mây nhiều cũng hơi bị che rồi. Chưa tỏ mấy. Né nè. Trời ơi hú hú. Mấy hú bự rồi ha. Cái hú mà cái bụng cũng như bà Sa ha, bành kỳ luôn à. Đỡ đỡ con ơi. Chứ anh nhớ hoài hả? Hình như là tiếng nói bà cậu văng vẳng bên tai hoài chứ anh. Đỡ đỡ con ơi à. Hèn chi hôm nay đi kéo lưới thì tụi đang thức sớm rồi nha cả nhà. Sớm đi ra đây. Trời ơi. Trời ơi. Còn nữa cả nhà ơi, còn nữa. Còn nữa. Mừng quá cả nhà ơi. Cái lưới này cũng gắt nhiều rồi. Mà cậu đội anh hai con chúng về con nước. Giờ bà cá đang đóng tài lưới mới mà cậu. Lo không có cá được rồi. Nhớ nó chàng. Ôi ôi nó dằn nước. Không sao không sao chú. Còn nữa. Đó đó còn. Trời ơi còn. Có những lúc nhiều khi mình vui quá không biết nói luôn cả nhà ơi. Nhưng mà thật sự trong lòng quá vui. Chú đang nghe tay không? Chú cầm cho chắc không? Dài dài, né cho chú đang để vô cái này dài. Con nào con nấy vô nó làm ôm sụp. Ê còn nữa, còn nữa. Còn nữa. Còn nữa. Ui. Đâm đi. Con thấy quả con quánh không? Dạ. Có không nè. Có.
bị con cá mà có cá mà không lo gỡ cá còn ham quýnh lộn nữa. Ở chỗ này giữ như thế này có cái bác nhắn tin bác nói á, thằng hai ơi mày đừng có cãi vợ mày, nó quýnh mày lọt xong tao bị rồi, không nhắn gì luôn á. Cũng vui. Để nữa về em coi đi, coi cái hai tin nhắn đó. Cái gầm anh đó. Mấy bữa nay chắc giờ mới coi được rồi. À, con mới vô là con cá hú cả nhà ơi. Trời ơi, thằng lộn. À vậy hả? Rồi, chưa em đánh nhắm. Chưa chắc hai chú đây. Trời ơi, nhớ còn quá trời rồi chú Đen ơi. Kìa, em thui đắng kìa. Ủa nãy giờ chỉ có mới có ba xa với hú thôi phải không ta? Chưa có sủ. Mình nhắc là có cá đó trời ơi. Anh hai muốn cái gì cứ nói đi. Bà cậu hiếp cháu à. Mấy bạn thấy cái đống trà này xấu xấu á, nhiều khi đừng có che nha, đống trà này dính nguyên bài cá nha cả nhà. Sụp hay quá anh ơi, sụp thiệt. Đó, anh nói đi, anh cứ muốn gì anh nói đi mà cậu chó. À, nữa đâu còn một con hú nè. Hú anh ơi. Một con hú. Còn hú luôn. Còn hú còn có sụp luôn. Mới lên bài khác à. Đó là anh hai được con cá sụp đây. Mọi người nhiều người cũng thắc mắc nó cá sủ nó lòi cái nó ngậm gì trong miệng á. Bình thường cá sủ nó dính lưới là nó vậy đó cả nhà. Đang thấy đây đi. Ok. Đây. Đây cho cả nhà xem nè. Ê con cá sủ đực luôn. Sủ đực luôn nha hai ơi. Vậy hả? Không vô lòi ha. À đây là cái bao tử con cá sủ nha cả nhà, nó bình thường là nó lòi ra vậy nè. Nó một hồi cái nó thụt vô lại, có con thụt vô con cũng vậy luôn, mà nhiều người người ta lấy như kéo á, người ta nhấp cho nó xả hơi ra cái nó xẹp vô à. Rồi mình thông báo cả nhà con này là con cá sủ đực nha cả nhà, mình giờ tới đây là dướng hai cục thịt thăn của nó nè, nó có thịt thăn đây, dướng đây nè, cái cơ bụng của nó mạnh hơn con cá cái cả nhà ơi. Có nhiều người nói tại sao con cá sủ nam nó lại mắc hơn cá sủ nữ, sao kỳ vậy? Không biết cái này không biết, chịu thôi. Tao mua làm sao biết giá vậy thôi chứ còn tại sao thì không biết. Cá sủ thì cá sủ thôi. Cá sủ ở đây thì cả nhà đứng cho dễ cho cả nhà xem cái đục nè. Rồi bà cậu bữa nay thương độ anh em mình quá trời luôn, mà mình giờ đây là nhớt luôn đó nè, nó mình hớt nước thì chứ nhớt cho mày nữa nè. Đó cái này thấy không,
quá trời nhớt à. Hổm gà chị hai con kiếm miếng nhớt không ra hả? Bữa nay bà cậu đãi nè. Tại vì nghề lưới của mình nói có nhớt là có cá đó cả nhà. Có xu được rồi, giờ mình đòi cá sủ cái luôn chú Đen ơi. Đực nữa, đực bự hơn. Đực nữa hả? Nhưng mà mình mong có cá thôi nè, chứ không phải là được vô đầu tiên. Đi bắt cá mà, cá càng nhiều càng tốt. Không sao, bây giờ mình bà cậu cho mình bị cá rồi, hôm nay là rất là vui rồi. Bây giờ bà có khuyến mãi thêm được chị hai. Mà bà cậu có khuyến mãi thêm thì con cũng mừng nha. Đó đó, két. Két lụm lẻ liền ha. Đúng rồi. Cái én này nó lần thường. Đúng rồi, nó ít bị dính lắm. Nó bỏ cái nó tuột ra luôn. Nhìn thấy chân đó các bạn ha. Còn quay à. Đâu. Đó, thấy chưa chú? Bà cậu khuyến mãi được con ác nữa đó chú Đen. Không, không, tại bà cậu khuyến mãi ngày hôm nay, ngày ngày khuyến mãi. Hôm nay bà cậu vui ha, bà cậu cho nguyên bài cá, bà cậu còn khuyến mãi nữa. Cá sủ, cá ác luôn. Rồi bà cậu khuyến mãi một cá nữa nè. Rồi, hết rồi không? Trời ơi, hết lưới thì nay nó hết lưới gì hay nó cơ cầu để em. Nghe em dòm. Rồi, bây giờ à, nhà mình kéo xong tay lưới rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình đi vô. Rồi mình vô mình bắt cá mình quay tiếp cho cả nhà xem. Nghe chú Tư ơi. Con đang đi ấy lưới với thằng Tèo. Rồi bây giờ mình vô tới bờ cái nha. Hôm nay xách con cá, cái đó hú hả? Hôm nay xách con cá hú lên nè cả nhà. Con cá đó cũng bự. Còn đó nó ngọt quá, nó chết nha. Ở đây mình được con cá sủ nữa nè. Phía trong này được cá ba sa với cá hú cũng nhiều. Chú mở đục ra cho mình quay. Dạ chú Đen đỡ mở đục ra cho mình quay dễ ha. Hồi rồi chú Đen ơi. Quá trời. Mình chút mình bắt mình điếm qua được nhiêu. À, bắt năm nè cả nhà. Quên nãy giờ quên đi bắt năm cả nhà coi. Sáng không nhờ bà bắt mấy con cá ba sa của ổng dính câu mình lấy hên. Cái mình đi kéo lưới dính cá quá trời. Nhờ mấy con cá kia đỡ đầu cho clip này nha cả nhà. Sáng giờ thăm chưa năm? Mới thăm hả? À nay chưa ha. Chút nữa thăm lại có lại không ơi. Anh hai đang lấy cái gọng xuống nha. Ủa? Đây là gì? Một con, hai con. Bắt tiếp đi, tại ngồi nó bị che quá. Quay về chứ dễ cái nhà xem. 8 không? 9 con. 10 con. Hồ hồ mạnh. Đó có hú bành kia nè cả nhà. Đó bà xa. Này hú lại. Bự nha.
hũ khủng nó bự. Rồi, thằng ba con. Hết à? Ờ. Yeah, em muốn. Khuyến mãi thêm. Bơm với ép. Rồi, trong này còn con cá ép với con tôm nữa cả nhà. Bên đây mình được con cá sấu. Rồi. Ủa 24 phải không, với lại cái con nãy đem lên nữa là tổng cộng nay mình được 25 con, vừa cá hú với ba sa cả nhà. Này cũng có mấy con bự lắm. Ở chỗ đang sắp đó lên trước đi. Ok, hôm nay là bắt năm rồi cả nhà. Ổng hôm qua dính được mấy con cá ba sa bự cành kia. Nãy cân được nhiêu đó nào? Chưa. Nãy độ độ ba con đó chừng 5 kg, 5 kg hơn ha. Chơi luôn ha. Dạ. Ôi, nay bà cậu đẩy anh em con rồi. Nguyên rộng trắng rồi nè, trắng cá thì đậu quá. Rồi, bây giờ mình kết thúc video này cả nhà ơi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Mình nhìn cái gọng mê quá, mình quay thêm chút xíu nữa cho cả nhà xem. Quá trời.